Xôn xao thông tin địch đệ Nhật Ba hóa thân nữ công tố tài ba trong phim phá án mới, Cnet ủng hộ hai tay luôn. Mạng xã hội đang bàn tán xôn xao về việc địch đệ Nhật Ba sắp tham gia một dự án truyền hình mới thuộc thể loại phá án. Mới đây trên các diễn đàn giải trí có rất nhiều người bàn tán về việc nàng mỹ nữ Tân Cương Nhật Ba sẽ có bước tiến mới trong sự nghiệp. Nữ diễn viên đang có ý định chạy theo xu hướng nhận những vai có sự đầu tư chứ không theo xu hướng thị trường như trước đấy nữa. Theo đó vào sáng ngày 6 tháng 3, cư dân mạng truyền tay nhau tầm poster trên Weibo nói về một bộ phim truyền hình mang tên công tố tinh anh do Tencent sản xuất với số vốn đầu tư khủng cùng, cùng với đề tài vô cùng hấp dẫn đặc biệt địch đệ nhật ba sẽ đảm nhận vai nữ chính trong vai công tố viên thông minh và xinh đẹp một số blogger chuyên nghiệp tiết lộ thêm dự án ân này của Tencent sẽ có liên quan đến tội phạm internet tập trung chuyên môn và hành trình phá án hành trình đấu tranh cho công lý của giả luật sư và công tố viên tài năng ngoài ra thông tin còn cho biết thêm bộ phim sẽ theo hướng nữ chủ dàn diễn viên chính sẽ tập trung vào dàn mỹ nữ thông minh, xinh đẹp, tài ba. cho nên Tencent đang tìm đến những nữ diễn viên hội tụ đủ cả tài lẫn sắc để thuận tiện cho quá trình làm việc diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. trong đó, địch đệ Nhật Ba là gương mặt đầu tiên được Tencent chọn mặt gửi vàng cho nhân vật nữ chính và công tổ viên của công tổ Tinh Anh. ngoài ra, blog còn, còn tiết lộ thêm dàn diễn viên bao gồm những cái tên: Nêu Diệp, Trương Hình Dư, Trần Số, Đàm Khải, Hứa Á Quân, Phùng Lôi, Đinh Hải Phong một số bình luận từ cộng đồng mạng như sau thể loại phim này ưng nha lâu lắm mới có một bộ phim hiện đại hấp dẫn như vậy Dơ hai tay hai chân luôn nha chị tôi nghe thích quá phải lót dép hỏng từ bây giờ ngay thôi lần này ba béo lại tiếp tục thể hiện một vai diễn chất lượng chắc chắn sẽ lại thành công như em là niềm kiêu hãnh của anh tuyệt vời làm cô gái chúng tôi mong chờ sự trở lại ngoạn mục cố lên bạn sẽ thể hiện tốt vai cô nàng công tố viên tài giỏi cố lên nhé thần tượng của tôi rồi bạn sẽ sớm được công nhận diễn viên thực lực của cb có thể nói địch đại nhật ba là mỹ nhân 9x được săn đón nhất nhì so biết hoa ngữ hiện nay. Mỗi lần địch đại nhật ba tham gia sự kiện hay đi thảm đỏ thì thương hiệu sẽ lại tìm đến cô. Ngoài ra mối quan hệ của mỹ nhân sinh năm 1992 với tổng biên tập một số tạp chí lớn cũng rất tốt. Ngôi sao em là niềm kiêu hãnh của anh thường xuyên chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ, khiến người hâm mộ xỉu áp xỉu đau, chẳng thể rời mắt được với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái sang chảnh và phong cách thời trang quyến rũ. Có thể tác phẩm tiếp theo này của cô nàng sẽ gây được tiếng vang lớn nhưng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Hãy cùng chúng tôi đón chờ bộ phim truyền hình công tổ tinh anh nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog, cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.